vai trò của giáo dân trong giáo hội và xã hội, bất lý thuyết nhưng cần dấn thân cụ thể. Từ ngày 1 đến 4 tháng 8, tại Avila có một cuộc hội thảo liên quan đến việc đào tạo giáo dân phục vụ trong giáo xứ với chủ đề Hiện thực hóa giấc mơ của Thiên Chúa. Tại buổi kết thúc, bà Linda Gisoni, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự Sống đã có bài phát biểu xoay quanh câu hỏi Chúng ta phải làm thế nào để trở thành những giáo dân có thể biến đổi xã hội chúng ta đang sống. Hiện diện tại buổi gặp gỡ có 750 giáo dân đến từ 45 giáo phận của Tây Ban Nha, 10 giám mục và 60 linh mục. Mở đầu bài phát biểu, bà Linda nói, chúng ta không thể trở thành những giáo dân có khả năng biến đổi thực tế môi trường chúng ta sống nếu chúng ta không phải là người đầu tiên được biến đổi. Cần phải chú ý rằng giáo dân trung thành có nghĩa là sống hồng ân của bí tích thánh tẩy Chúng ta mang trong mình món quà được tái sinh, chúng ta không phải được kêu gọi và sai đi với những ý tưởng đẹp hoặc các dự án, nhưng trước hết để làm chứng cho tin mừng bằng cuộc sống của chúng ta. Bà Phó Tổng Thư Ký tiếp tục, là giáo dân chúng ta không thể tách rời thực tế, nếu không chúng ta sẽ phản bội ơn gọi của chúng ta. Nếu chúng ta để cho mình được biến đổi, chúng ta có thể thiết lập mối tương quan mới với những người khác. Ý thức rằng sứ mạng của chúng ta là sứ mạng giáo hội, sống trách nhiệm chung, hiệp thông với các anh chị em khác, với các linh mục, giáo sứ, giám mục. Bà Gisoni không quên cảnh báo trong việc phục vụ giáo hội dễ có nguy cơ, cám dỗ, làm cản trở sự dấn thân của chúng ta. Đó là ý tưởng thực hiện các dự án và kế hoạch, có cảm hứng từ những ý định tốt. Nhưng chúng ta không thể tạo ra giấc mơ của Chúa cần phải để chúa hướng dẫn mặt khác chúng ta cũng có thể rơi vào cám dỗ ngược lại dừng lại ở ý tưởng lý thuyết và không dấn thân cụ thể